xin chào các bạn. Hôm nay là nhân cái chuyến thăm North Carolina ấy, thì ở đây có rất là nhiều những cái loài cây thực vật nó khác với cả trên New York hay là phía dưới của nước Mỹ. Thì nhà mình xem qua thì thấy một cây rất là lạ, nó giống như kiểu như là một loại cây mà chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ cả. Cho nên là nhà mình hôm nay sẽ đến thăm cái vườn thực vật này để xem một số loại cây và đặc biệt là cây đấy. Thì mời các bạn đi với nhà mình sẽ khám phá nhé. Hai cái vườn rất là đơn giản này, đi kiểu mà cho cái đường nhà mình đi dạo xung quanh ở đây rất là dễ chịu. Có một thời tiết kiểu nhiệt đới à, dễ chịu không? Đi vào đây. Đầu tiên là mình sẽ nhìn cái bản đồ đúng không các bạn? Thì mình đang ở tạm đây đúng không? Đấy, và ở đây nó có một cái cây đặc trưng của cái này, cái gọi là cây Ali Oak, là cái cây sồi ấy. Rất là nổi tiếng ở đây. Rồi quanh quanh có những cái địa điểm này thì mình cũng chưa biết như nào đâu, thì cứ đi dạo thôi. Trẻ con thì thích xem vào vườn bướm, rồi là xem những kiểu như một cái góc như kiểu như một cái góc nhà thờ cũ ấy, một cái kiểu như cái thánh. Ở đây thấy bảo nó cũng hay kiểu mà làm lễ cưới lễ kiếc ở đây, vì vườn với cây nó đẹp. Đẹp đúng không? Đây này, bây giờ mình cái mới điểm đến đầu tiên của mình sẽ là cái cây này, cây sồi Ali này. Cái cây này ấy, nó là từ 1545, tức là hơn 500 năm rồi. Đúng không? Nó là một trong những cái cây vô địch ở đây, cây to nhất ở đây và già nhất ở đây. Đi, mình thử xem nó gây như thế nào nhá. Đi. Đây. Đây xem này. Cây rồi các bạn ơi. Wow. Hai đứa nhà mình nó cứ gọi cây này là cây có dâu, cây ông già. Cây ông già này. À, chưa. Cái này mới chỉ là cây ban đầu thôi này. Cây ở ngoài đường thôi, cây kìa, trong kia kìa, cây kìa. Đi vào đi, chỗ bố ơi. Ôi nhìn cái cây này, nhưng cái cây ở ngoài nó thế này trông nó hoành tráng như này này. Ôi nhìn cái tán cây này đẹp nhỉ. Nó giống như cái phim ở trong cây ở trong phim Avatar ấy. Đúng rồi. Đây hay ra chỗ kia thấp hơn kìa. Đây kia thấp hơn nhiều hơn kìa. Wow. Cái loại cây ký sinh các bạn ạ. Nó giống như kiểu cái cũng không biết là giống cái sợi dây ấy. Các bạn bảo là làm dâu ông già Noel à. Cháu ơi giờ. Nó sống cây ký sinh này, này nó cây. Bám lên cây này. Đều nhỉ. Hay nhỉ. Đấy. Ồ. Nó bám rồi. Lạ đúng không? Cái nhảy ra cái tán như này. Nhỉ, hay nhỉ. Trông này. Trông gì nó bám hết trên cả cây này. Wow, trông rất là thần kỳ. Đây chăng? Đây có phải chính là cây này đây em ạ. Đây này, đây mới là cây này là 1500 năm này. Từ năm 1554. 500 năm tuổi. Ồ, đâu dài thế. Rồi này, cái cây này mấy cây rất là nhiều. Ồ, đây. Đây thế cây chính đây này. Tỏ nhá. Wow. Yeah. Wow. Con này nó đã bám cái cây nó sống đấy. À. Thu dinh dưỡng à. Nó cứ cả thu dinh đó. To nhỉ. À kia xem nó ghi. Đấy, đi một vòng quanh cái cây này xem à. Ui to thế. Có những cái loài thực vật rất là đẹp lạ. Lạ không? Đầu tiên mình nhìn thấy cây như này. Phải đi xem bằng được xem nó là loại gì. Cây ốc tiếng Việt mình gọi là cây sồi đúng không, kiểu như sồi một dòng như các bản gỗ sồi lạ đấy, là có cái bọn này nó sống này mà chỉ cái vùng này mà có cái bọn ký ngồi bám này như dâu ấy, đúng như là cảm giác như kiểu tán cây thần kỳ trong Avatar ấy. Nó to, nó kỳ lạ, thỏa mãn nhỉ, xin chê biểu tượng của cái khu vườn đấy, đấy. Đẹp nhỉ. Ơi, cái vườn này thích quá các bạn ạ. Kiểu như là không gian nó thoáng đãng và rất là nhiều cái cây sồi ấy, có dâu, thế nên là nhìn rất là thú vị luôn. Rất là nhiều cây này chứ không phải là một cái cây, nhưng mà nó tạo ra một cái hàng cây ấy. Mà trong này đi đây có rất nhiều thứ để xem, trong này chúng mình sẽ đi vào đây. Đi con đi, đi dạo giữa hai hàng cây. Hai đứa đang tìm đường đây này. Đó xem nào, hai đứa đang tìm đường hả? Đi thẳng đây. Đi dạo dưới tán cây mát. Chúng cây với lại chùm dâu ông già hả? Hay dạ, cái dâu ấy.
Con người buồn cười các bạn nhỉ, đi xem đủ các thứ chưa? Từ những máy móc lạ lùng cho đến những cái hình ảnh con người lạ lùng rất là hiếu kỳ, đến cả những cái cây cũng thế. Cái đẹp đẹp là con gà tóc mà. Đấy, con giường dọc dạo này rất là tuyệt vời luôn. Gió mát, hôm nay là trời ngoài thì rất là nóng, nhưng mà đi dưới cái này còn thấy mát mát nhỉ anh nhỉ, mát lạnh luôn tay. Đấy, tán cây ông già rất là mát mẻ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào đây. Dân Mỹ người ta cũng dạo nhựa bộ rất là nhiều. Bây giờ mình đi vào vườn bướm phải không anh? Đi vào vườn bướm à? Hôm nay đã chơi một viên thuốc dị ứng rồi, tại vì hôm qua mình đi bị nhiều phấn hoa ấy. Mỹ này mùa xuân nó nhờ hoa nở nhiều, thành ra mình cũng bị dị ứng ấy. Hôm nay đã chơi viên thuốc kháng sinh rồi, à không phải kháng sinh mà là dị ứng rồi, thế nên là rất là vô tư, qua đi chơi được. Đấy, không sợ bướm, không sợ phấn hoa, không sợ gì cả. Thì không có cây hoa gì nhưng mà thơm lắm nhỉ. Nhà xem như hoa lan của mình. Thử xem. Này. Ngay trước, nó bia. Rồi. Không ngồi kia. Ghế kìa. Rất là nhiều cái hoa thực vật. Đấy, mùa này nở đẹp. Thơm lắm các bạn, hoa lan. Trong này có cái kiểu gọi là cái vòi phun nước ấy. Mình ngơi chút đúng không? Là cái công phong cách, vì đây là một cái vườn của cái nhà đúng không? Thế nên là nó không phải là một cái gì đấy để cho công chúng, hay là nó rất là riêng tư, private, nhỏ xinh xinh. Đấy, một khoảng không bí mật đúng không? Một cái địa điểm ở đây tức là cái khu vườn ấy, cái khu vườn của những người nghệ sĩ tên là Minnie Evans. Người này người ta tự học đấy các bạn ạ. À, người ta đây, các bạn tượng của bà đây. Và người ta đang khoác trong một cái sảnh ấy, cái vườn rất là đẹp. Thì bây giờ mình nó rất là ấn tượng, tức là kiểu như gọi là nghệ thuật ấy, art ấy các bạn ạ. Có một thiên thần này. Và bên trong cái khu vườn art bằng chai rất là màu sắc rực rỡ đúng không? À, những cái chi tiết này mình bắt sáng rất là đẹp nhỉ, xe bốt rồi được. Đi dẫn mẹ mày ra. Wow, cái cẩn thận đấy. Đúng bằng chai luôn, nó rất là sáng tạo nhưng mà nó lại kiểu dân dã. Bên trai một cái gọi là một cái khoảng không rất là thú vị, trai cắm ra cây bằng sắt đấy. Con chim sắt luôn, kiểu là tác phẩm nghệ thuật mà rất là dễ thương. Đây có cả đôi này. Đấy. Đấy, rất nhiều những cái gọi là art nhỏ nhỏ nhưng mà nó màu sắc rất là ấn tượng.
một cái khu nữa là gọi là Pagoda Garden ấy, trồng rất là rất nhiều các loại hoa và coi như là thiết kế vòng vòng theo mặt của mặt hồ và nước nhá. Thế thì thực ra thì nói là nếu như nó nói là quá đẹp kiểu như cảm thấy mình trầm trồ thì không phải, nhưng mà trong cái khu vườn này mình sẽ được xem rất là nhiều loại thực vật cũng như là cái thưởng thức cái phong cách cái kiến trúc ấy. Đây là kiến trúc theo kiểu Italia. Italia đúng rồi anh ạ, người thiết kế là người Italia. Đấy, khu vườn Ý thì nó có những cái kiểu như là những cái scene nó khác nhau làm cho mình cảm thấy là lạ lạ và cũng như là biết thêm là phong cách Ý như thế này. Đấy, ví dụ là họ thiết kế cái khu vườn vòng thế này. Đấy, có những cái bức tượng ở trong trong sân thế này. Đấy, tất nhiên là ở Ý thật thì nó sẽ đẹp hơn. À, thì trong cái vườn nó rất là cổ điển. Hay chụp ảnh cưới không này? À, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đây là còn có cả cái vườn. Phía dưới đây là có rất là nhiều con rùa các bạn. Rùa lổn ngổn luôn con này. Con đang nhìn rùa này. Ai, chỉ biết. Thưởng ngoạn một làn gió. Nhìn này, đây có những cái góc nhỏ nhỏ rất là đẹp. Đấy. Ở trong vườn nhà người ta mà người ta thích thì làm một góc nọ góc kia cũng đẹp. Mỗi cái góc khác nhau nhìn rất là đẹp. Phải làm cái nọ kia cho đẹp cho mọi người xem mà người ta chỉ là người ta làm người ta thích. Giải trí. Đây này, nhìn trong kia ở đây có những cái cây, cái vòm cây mình rất thích những cái cây này này, nó lở ra thành cái vòm rất là đẹp. Mấy em kia chụp ảnh kia. Đây bên này này, góc vườn cái cây này, rất đặc trưng của cái vùng này. Dâu, cây dâu. Làm gì có anh cảm nhận xuống lại rơi không đấy con. Rùa nó chén bây giờ. Đây đúng này các bạn này. Nên đây là cái ao. Ao nhỏ này, rùa này, thả rùa dưới này. Trong cái cây, cái tán cây nó lại xòe ra kìa. Đi con. Đây có cái chamber đây, xem nó là cái kiểu như là khu gọi là như kiểu làm lễ gì nhỉ? Ngỗng này, vịt trời này, ngỗng trời này. Anh chàng đi qua xem nào nó. Đi kiểu đúng kiểu ngỗng nhá. Yêu. Cũng chả sợ gì mình cả này. Ô có con kìa. Con này. Con này mình dậu vừa nó mổ vẹ chứ nhỉ. Nó bảo vệ con. Ok guys, see you. Vâng, với lại gần con ta cần lại cất nha. Đây là cái thánh đường thường người ta làm với kết hôn nhất ở đây. Kết hôn ấy, lễ cưới ấy. Ở đây người ta làm này. Cái gì đấy, cái gì đấy? Kết hôn. Tiếng Việt là kết hôn. Tại vì sao lại giống nhau nhau bởi vì là chữ Hán. Kết hôn, chữ Nhật là kết hôn. Chúng ta là từ kết hôn ở trong chữ Hán. Tố kết hôn với Kim Bác lấy được người chồng thực tế. Khôn phết nhỉ. Tập trí đi đây mà xìa ní. Nên đây được chứ đó. Đẹp quá này. Yên bình. Hâm này. Khi mình đi về phía cuối cái công viên ấy
thì có một cái cây rất là đẹp các bạn ạ. Nhìn có cây này, nó không phải là cái cây cổ nhất nhưng mà cái dáng của nó thấp mà họ cho mình vào mình đi xuyên qua được ấy. Nhìn cái cây này này, như một cái vòm này, như một cái vòm tự nhiên nhá. Đứng anh từ đây nhìn vào đẹp lắm này. Đây này. Wow. Làm mình nhớ cái cây bạch tử đằng à, hay cái cây gì ấy nhỉ? Cây gọi Fuji ấy nhỉ? Cây tử đằng. Ở Nhật ấy, nó cũng kiểu mà rủ vòm như này. Mà cái này nhìn xa nhớ cũng giống đấy nhỉ. Nhìn này, trông vòm đẹp chưa? Đây. Không mình nhìn gần những cái cây này nhá, nhìn gần cái cây này gọi là cây nó cây leo này. Đây này. Nó từng dài, rất là dài dài này. Hả? Đây. Này. Rất là kỳ bí ơi. Quả bóng đấy à? Quả bóng cây đấy à? Giỏi quá nhỉ. Nó vì đấy, nó vì làm bóng à? Đẹp nhỉ. Cây này đúng là kỳ quan. Hay ha. Cái vòm đẹp ha. Nó bám vào. Nó bám nhau mà nó lại mọc tốt thế này nhỉ? Ờ, nó bám vào đây này. Thôi nhưng mà nó bám không hiểu cái rễ của nó đâu. Thế thì mới là cái chuyện lạ, nó bám bây giờ toàn là lá thôi nhé, đúng không? Không, nó cái có bám của nó phải ở góc nào đó. Đúng rồi, mà nó rất là bám rất là ít thôi, ký sinh như này nhưng nó vẫn sống được. Giỏi nhỉ. Ôi đẹp thế. Tuyệt vời quá bạn ạ. Cái cảnh này nói chung không thể bỏ qua khi đến đây đấy. Như vậy là nhà Sakura đã cùng các bạn trải nghiệm với khu vườn thực vật, với những cái loài cây thực vật và đặc biệt là cái cây gọi là cây sồi ấy, cổ thụ. Và có những cái tán lá rất là đặc biệt như là chùm dâu ông già. Thì thực ra là đối với gia đình của mình ý, mình thấy ở đây rất là tuyệt vời để cho một cái cuộc dạo bộ vừa mát vừa đẹp. Thế tuy nhiên nói lên phim thì cái cách họa nó sẽ hơi khó, nhưng mà các bạn, mình hy vọng là các bạn sẽ xem qua thước phim của nhà mình và có những cái tham khảo để lần tới khi đến cái khu vực North Carolina này, mình có thể ghé thăm khu vườn này và tận hưởng cái không gian tuyệt vời ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhà Sakura. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhà mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.